căng thẳng. Nó chạy vô trong tao vậy á. Phải không? Bỏ đi. Ê, con bự. Bỏ đi con này bự á. Rồi. Coi phim. Tao xả vậy ra cho mày kéo nó dướng vậy tao rồi. Phải không? Ừ. Phải không? Hay là ừ đúng rồi. Dướng rồi. Xả ra. Thì bự. Rồi. Chạy dướng vậy. Càng cố quanh nó luôn. Rồi lên cái đầu cái cha rồi. Rồi được chào anh em chào các bạn nha. Hôm nay cũng trời mưa các bạn ơi, tầm tã luôn, mưa sù còn ướt luôn các bạn. Giờ mình với anh Nhờ hôm nay tiếp tục chiến đấu. Mình cũng nhờ hôm bữa làm quá dắt không theo, hôm nay cho ổng tét nách bữa nữa các bạn. Nước này không biết tình hình sao nha các bạn. Hay chờ mưa mới vừa tạnh nè, ra xong không biết có sóng gió gì không đây. Thấy im im á, không biết sao. Thì mong rằng sẽ có cá cho bạn xem nha. Hôm nay dẫn đến cá với mồi trùng nha các bạn. Rồi, chào anh em các bạn nha. Giờ ta đi thôi. Giờ ra xong rồi các bạn. Đó, thấy tình hình im gió ngon lành quá. Không biết sao đây. Đó, giờ quay cho anh em đợi các bạn xem nha. Đây giờ đang chỗ mồi nữa nha các bạn. Đó, cũng nhờ đang chỗ mồi thì giờ ra cũng gần 6 giờ chiều các bạn ơi. Đó, chờ hoàng hôn luôn, mặt trời lặn luôn các bạn. Đẹp ghê không? Quá im rồi, nước quá đã luôn rồi các bạn ơi. Bì lên cá nữa nghèo rồi. Cá chà. Vô đếm nữa rồi. Dạ, cá cha. Quay mày đưa lên nó đi xuống này nó cao ngóc hết trơn à. Rồi, gỡ đi. Rồi. Gỡ đi. Rồi, nhờ lên cá. Cá sát khổng lồ. Khoảng nửa tiếng nó mới im nha các bạn. Trời ơi cháy luôn. Tào lao. Rồi bi lên cá luôn các bạn. Rồi chung nha. Cái gì vậy Bi? Đếm gì vậy? Vừa đếm bây giờ. Coi cụ vậy coi. Thấy lộn giống quá đó. Cầm lên đi, cầm con dây lên. Thì đếm nhỏ. Rồi. Đây, xem đây luôn. Đó, giao cho con Bi câu luôn các bạn. Ăn trùng nha các bạn. Ăn trùng. Cá này giống như ai câu đi cái gì hay là ai mằng đi rồi cắt cái ngạnh, gãy cái ngạnh lưng trên. Đó, rồi đếm nha. Ghê thiệt chứ. Nuốt không? Không, không phải gì vậy. Nuốt rồi. Nuốt để em gỡ vô. Sướng. Là gọi xuống chứ. Rồi. Ok, anh Nhờ lên cá các bạn ơi. Con gì đây? Cha hay cóc này nha. Gọi đèn lên anh Nhờ, bấm đèn lên đi. Nghe bự luôn các bạn. Canh pin chưa? Đó, ổng kìa. Thơm mời nha các bạn. Sao không thấy cảm giác chạy giống cá cóc vậy? Cá cha cá cóc. Ồ, cá cha rồi. Cá cha như cá cóc bạn ơi. Được, nó nước sừng yếu yếu rồi đó. Bắt đầu rồi đó. Mở hàng, nước bắt đầu yếu. Cá ăn cám.
cái đọt cần kia gật cái đọt cây câu cái ôi, đúng hả? Có nhớ hết rồi các bạn ơi. Rồi giờ lên cá nha các bạn. Dây đây. Lên hẹn. Trời ơi, xác khổng lồ. Đó, cái dứa không nội ơi, cái xác ngay dứa. Xác. Chung là có con gì mừng quá mà. Mày nó đi. Chạy quá chạy nè. Xíu nữa đi, xíu nữa gọng đi. Cá nha các bạn. Né né không vậy ra, né né không vậy ra, sát cho bè đi, anh chạy cho để chạy sát cho bè. Rồi sát cho bè. Bự không? Canh pin sẽ pin ra nè. Cái gì trời, cái cha. Ừ, còn nhớ các bạn, cái bánh của mình nha. Còn nhớ, ôi, cái ngoài, thấy nó giò bà. Ừ, ký ngoài có cá cho anh em xem là vui rồi. Quýu con giận luôn, cái trang quýu luôn à. Cầm lên cây đó, vậy là được rồi. Mặt thù lù quá chỗ, để đem hai cần về vô đó luôn. Đâu có nhờ biết sao không, anh ngồi xuống ngay đó anh câu được không? Được. Cho em lỡ ngay cái miếng vạt đó đi. Có con này lấy lại tinh thần nữa ha. Con này mắc cái gì trên đó chứ. Tự nhiên sao mắc cái trên đó. Gì mà. Chưa? Rồi rồi. Các bạn ơi. Trời trời. Từ gói ôi gái yên yên quá bạn ơi, con bự bự chạy quá, chạy luôn dướng như bè túc. Từ từ đi nó quấn rồi sao, quấn như bè mà. Chạy chuối 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 kiểu đó mà. Thôi ơi, xui xui. Cá đâu nha các bạn. Cũng nhờ lên cá tiếp tục. Con gì đây? Cái cha đâu. Cóc mà cóc cá cha bạn ơi. Hỏi lên hàng nha. Coi nhớt kìa bạn. Quá. Ê. Phải cẩn thận chứ. Cẩn thận, cẩn thận. Bơi bơi nhỏ. Nó chạy vô trong tao vậy á. Phải không? Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ. Ê, con bự 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 bự. Bỏ đi con này bự á. Rồi rồi rồi. Tao xả vậy ra cho mày kéo dướng vậy tao rồi. Phải không? Ừ. Phải không? Hay là cái... ờ ừ, đúng rồi, đúng rồi. Dướng rồi, dướng rồi. Xả vậy ra. Thầy bự bự bự. Rồi. Chạy dướng dây. Càng cú manh nó luôn. Rồi lên cái đầu cái cha rồi. Ủa trời. Ủa bự luôn. Có lý, có lý, có lý. Rồi để tao tới đặt đặt vậy lại. Cái gì vậy đi. Đó bạn thấy chưa, ăn bánh mì của mình nha. Gọi ngay mấy cho em. Vô
lỡ xíu đó. À, ký à. Cha đây nè, kiếm gì nè, chạy đâu vô vô này dữ. Gỡ cái con cá ra trước đi. Rồi. Hai con nè bạn. Đây nước đứng rồi chạy gì hay biết cũng trọng. Quay lên. Quay lên hai kéo vậy. Kéo vậy lên dưới cho nó ấy ta. Lấy cái lử ha. Lử. Mà dính ngang mà. Dính ngang dưới luôn rồi. Chạy quắn ra. Ngon bạn, con mập ghê. Mập ghê không bạn? Thì ghét ghê. Thôi cho anh nhờ gỡ luôn. Cầm cái đuôi lên luôn. Con này ngon ghê, mập ghê. Trời ơi. Thả luôn đi. Gỡ này. Rồi. Đó. Nhờ luôn. Rồi cá mình bé ơi. Rồi. Vô. Quá im quá sướng. Rồi, làm tiếp bạn ơi. Thì ra đỏ nó mới nhóc à. Cái cốc nha bạn. Là nhỏ thấy gì được nghỉ quay luôn. Như vậy là em cốc. Thấy sợ mờ bữa này mà thấy chưa. Mày nó bằng con này sao? Vậy con này sảy con bự hơn nhiều. Chị dèo dèo. Ông tiếp tục. Rồi, vô ngồi là xuống ngồi tiếp nha các bạn. Cám. Chào mọi người nha, chào anh em, chào các bạn. Về về các bạn ơi, mưa tới. Nước bắt đầu câu ngon, cái chờ mưa các bạn thấy chờ phụ lòng người không? Canh đã tới nước câu, nước câu đã cái chờ mưa. Các bạn thấy không, mưa nhiễu hột đó. Mưa là nhiễu hột, gió tới luôn. Về. Mình lấy cái gọng lên khui thành quả cho bạn xem trước. Cởi gọng ra luôn. Chung là bánh mì mình làm được hai con tra mà. Nhờ cũng làm con tra cám với một cốc với cá sát. Ủa, thấy là quay là cũng thấy trúng rồi mà. Ôi ôi. Đó, thấy chưa. Cốc. Cá nhỏ là cá sát mà. Rồi, chào anh em nha các bạn nha. Chúc hôm nay cũng được 5-6 con. Thả cái tra nhỏ lên nha. Thả đi. Thả nó đi. Thấy mập quá hả? Mập quá. Thôi thả đi má. Rồi chào mọi người nha. Vậy thôi. Mà thì về tới nhà con cá cha đó, con bụng nó rồi không biết nặng gì chẳng thôi. Mình nó mập dữ vậy. Chung là ba con cha, hai con cá sát. Cái xác gì chồng bá lửa mà thu lù
với con cá cóc. Hai anh cha bự này của mình ăn bánh mì nha các bạn. Lâu lâu có bánh mì lại con bữa. Phật lý. Thôi. Thôi, chào mọi người nha, chào các bạn. Every single day.